Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Tổng thống Hàn Quốc mới đây cho biết Triều Tiên đã hoàn tất việc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân, làm dấy lên lo ngại rằng vụ thử hạt nhân đầu tiên của Bình Nhưỡng trong 5 năm qua có thể sắp xảy ra. Trong bài phát biểu trước Quốc hội, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên dường như đã hoàn tất việc chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân, trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều đồn đoán rằng nước này sẽ sớm thực hiện vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2017. Chúng tôi đánh giá Triều Tiên đã hoàn tất việc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7. Các vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Bình Nhưỡng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vốn được thực hiện với tần suất chưa từng có. Chúng tôi sẽ tăng cường sức mạnh răn đe chống lại Triều Tiên với khả năng áp đảo thông qua thế trận phòng thủ kết hợp giữa Hàn Quốc và Mỹ, cũng như hợp tác an ninh giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, để người dân Hàn Quốc có thể sống trong bình an. Trước đó, ngày 24 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Triều Tiên đang tiếp tục chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân mới. Tuy nhiên, Mỹ vẫn sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên, cũng như có thể đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào từ nước này. Triều Tiên đã bắn gần chục tên lửa đạn đạo chỉ trong 3 tuần kể từ cuối tháng 9, nâng tổng số tên lửa đạn đạo mà nước này phóng ra trong năm nay lên đến 44, số lượng tên lửa đạn đạo lớn nhất được bắn trong một năm. Theo hãng tin Bloomberg, việc Mỹ thúc đẩy cô lập Nga vì chiến sự ở Ukraine cùng với vị thế ngày càng gia tăng của Trung Quốc đã cho phép nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tăng cường khả năng răn đe hạt nhân mà không lo ngại các lệnh trừng phạt từ Hội đồng Bảo an. Đã hơn 8 tháng kể từ khi chiến sự giữa Nga và Ukraine nổ ra, tuy nhiên tình hình Ukraine vẫn có quá nhiều tranh cãi giữa các bên khi Nga cáo buộc Ukraine sắp sử dụng bom bẩn mang chất phóng xạ. Ukraine và NATO cảnh báo Nga không nên viện cớ để leo thang tình hình. Cùng với đó, thì thỏa thuận ngũ cốc Nga-Ukraine lại gặp trở ngại. Mới nhất, Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn ngay trong ngày hôm nay để ngăn nguy cơ bom bẩn. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzyav vừa gửi một bức thư tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo nếu lực lượng Ukraine sử dụng bom bẩn hoặc bom hạt nhân có hiệu năng thấp trong cuộc xung đột đang diễn ra, Nga sẽ coi đó là hành động khủng bố hạt nhân. Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn ngay trong ngày hôm nay để ngăn nguy cơ này xảy ra. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng đã điện đàm với 4 người đồng cấp từ Mỹ, Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Tham mưu trưởng quân đội Nga điện đàm với những người đồng cấp NATO. Trong tất cả các cuộc gọi, phía Nga đều cảnh báo tình hình có thể vượt tầm kiểm soát nếu Ukraine sử dụng bom bẩn có chất phóng xạ. Hành động khiêu khích nhằm mục đích cáo buộc Nga sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trong cuộc xung đột ở Ukraine. Nó sẽ kích hoạt một cuộc chiến chống Nga quy mô lớn trên toàn thế giới nhằm làm suy giảm lòng tin với Nga. Theo thông tin mà chúng tôi có được, hai cơ quan Ukraine được giao nhiệm vụ chế tạo bom bẩn. Hiện nó đang trong giai đoạn hoàn thiện. Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại từ Nga, các nước phương Tây liên tiếp đưa ra các tuyên bố bác bỏ khả năng Ukraine sử dụng bom chứa chất phóng xạ. Sau Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Anh, Pháp, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cáo buộc Nga đang viện cớ để làm leo thang tình hình chiến sự. Hiện vấn đề bom bẩn chỉ là một trong những tranh cãi khá căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan đến tình hình Ukraine. Trong khi đó, các nghi vấn của phương Tây về việc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga vẫn chưa dừng lại. Tình hình Ukraine cũng đang được thế giới quan tâm liên quan đến vấn đề xuất khẩu ngũ cốc ra thị trường toàn cầu. Liên Hợp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine thừa nhận đang có 150 tàu hàng lương thực đang bị tồn đọng, chưa thể thông thương. Hiện Nga đã yêu cầu Liên Hợp Quốc cung cấp dữ liệu về điểm đến và người tiêu dùng cuối cùng của các chuyến hàng ngũ cốc từ Ukraine. Việc ông Rishi Sunak trở thành chính trị gia hàng đầu của Anh là điều đáng chú ý. Bởi cách đây chỉ 7 tuần, ông bị đánh bại trước bà Liz Truss trong cuộc đua trở thành lãnh đạo đảng bảo thủ. Thách thức của ông Rishi Sunak hiện giờ là chấm dứt những xáo trộn và khôi phục danh tiếng của nước Anh sau nhiệm kỳ thủ tướng ngắn ngủi của bà Liz Truss. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nội bộ để tìm người thay thế bà Truss, ông Sunak được tuyên bố đủ điều kiện để trở thành lãnh đạo đảng bảo thủ và sẽ là thủ tướng Anh. Ông Sunak từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính trong chính quyền của Thủ tướng Boris Johnson trong 2 năm rưỡi, nhưng sau đó đã từ chức với lý do ông cảm thấy cách tiếp cận nền kinh tế của mình về cơ bản quá khác so với cách tiếp cận của Thủ tướng. Ông Sunak được cho là sẽ thực hiện kế hoạch kinh tế mà ông đã vạch ra trong nỗ lực tranh cử trở thành lãnh đạo đảng bảo thủ hồi đầu năm nay. Khi đó, ông Sunak đã chỉ trích kế hoạch kinh tế của bà Liz Truss, cho rằng điều này sẽ làm tàn phá nền kinh tế Anh. Thực tế cho thấy là ông Sunak đã đúng khi kế hoạch kinh tế của bà Liz Truss khiến đồng bảng Anh giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, giá trái phiếu sụp đổ, khiến chi phí đi vay tăng cao và đẩy các quỹ hưu trí đến bờ vực vỡ nợ.
Các dữ liệu cho thấy kinh tế Anh tiếp tục suy giảm mạnh hơn trong tháng 10, với sản lượng của khu vực tư nhân giảm xuống mức thấp nhất trong 21 tháng qua. Theo CNN, ông Sunak sẽ phải kế thừa một chính đảng bị chia rẽ trong vài năm qua. Trước mắt, việc kiểm soát nội bộ đảng bảo thủ có thể nằm ngoài tầm tay của ông Sunak. Tuy nhiên, điều chắc chắn trong khả năng của ông là chính sách kinh tế và thỏa thuận với các đối tác quốc tế. Ông Sunak là người có nhiều kinh nghiệm toàn cầu ngoài lĩnh vực chính trị và cũng thỏa thuận với các nhân vật toàn cầu với tư cách là thủ tướng. Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ được cộng đồng quốc tế chào đón nếu ông ấy có thể ổn định được nền kinh tế cũng như chính trị của Vương quốc Anh. Kịch bản hoàn hảo nhất cho ông Sunak là ông có thể mang lại sự ổn định kinh tế và từ đó mang lại sự ổn định chính trị. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hai điều này không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau. Ông Sunak sẽ phải thực hiện nhiều chính sách vì kế hoạch kinh tế của bà Truss không được lòng các nhóm khác nhau về mặt chính trị vì nhiều lý do. Điều đó có thể có nghĩa là thắt lưng buộc bụng để cân bằng ngân sách, đánh thuế thu nhập đối với các công ty năng lượng và đảo ngược một số ý tưởng của bà Truss đối với các chủ ngân hàng. Cuối cùng, thách thức lớn nữa là về đối ngoại, gồm ba chủ đề chính là việc ứng phó với xung đột Nga-Ukraine, giải quyết vướng mắc hậu Brexit với EU và thắt chặt quan hệ với Mỹ. Về lý thuyết, vẫn còn ít nhất là 2 năm cho đến khi cuộc tổng tuyển cử tiếp theo sẽ được tổ chức tại Anh. Chừng đó thời gian là đủ để ông Sunak ổn định con tàu và khôi phục tín nhiệm của đảng bảo thủ. Dù vậy, tân thủ tướng có thể sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để giải quyết các vấn đề chính trị, nội bộ đảng bảo thủ, thay vì giải quyết những vấn đề lớn mà nước Anh đang phải đối mặt. Theo Bộ Y tế Indonesia, hiện có khoảng 35 đến 40 ca tử vong ở trẻ em mỗi tháng do tổn thương thận cấp tính, và con số này dự đoán sẽ tiếp tục tăng. Đáng chú ý, các trường hợp mắc mới cũng đang tăng mạnh trong những tháng gần đây và số ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi tăng nhanh. Trước đó, Bộ Y tế Indonesia xác nhận 133 trẻ em đã tử vong trong số 241 ca mắc tại 22 tỉnh thành trên cả nước trong 10 tháng qua. Ngoài việc thu hồi các nhãn hiệu thuốc siro có chứa các chất gây tổn thương thận cấp tính, Indonesia cũng đã đặt mua 200 lọ thuốc điều trị bệnh này. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia mới đây cũng cho biết sẽ theo đuổi truy tố hình sự đối với hai công ty dược phẩm sản xuất các sản phẩm liên quan đến tình trạng tổn thương thận cấp tính ở trẻ em. Thưa quý vị, mưa lớn đã tiếp tục trút xuống các khu vực rộng lớn ở miền Nam và miền Đông Australia, trong khi lũ lụt tiếp diễn tại hai bang đông dân nhất là New South Wales và Victoria. Cơ quan khí tượng Australia dự báo lượng mưa trong 24 giờ tới trong toàn khu vực là 300 mm, đồng thời cảnh báo nguy cơ lũ quét do mưa lớn cục bộ. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Australia hứng chịu hiện tượng thời tiết La Nina gây mưa lớn. Theo thống kê, trong những ngày qua, lũ lụt tại bang New South Wales và Victoria đã khiến 5 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải xin hỗ trợ, hàng trăm người cần được giải cứu do nước dâng cao. Trước thực trạng ô nhiễm môi trường biển đang ngày càng gia tăng, một nghệ sĩ Australia đã nỗ lực thu gom rác thải biển trong nhiều năm và sáng tạo chúng thành những tác phẩm nghệ thuật ý nghĩa nhằm truyền cảm hứng bảo vệ môi trường biển và đại dương đến cộng đồng. Gần như vào mỗi buổi sáng, nghệ sĩ Maria Debris đều đi xuống bãi biển địa phương gần khu vực Sydney để thu gom rác trôi dạt vào bờ qua đêm. Marina đã kiên trì làm điều này trong 20 năm qua. Năm 2009, thất vọng vì tình trạng ô nhiễm tiếp tục xảy ra khi cô sống ở thành phố Los Angeles, Mỹ, Debris đã dồn tài năng sáng tạo của mình vào công việc và bắt đầu biến rác thành tác phẩm điêu khắc từ rác thải tái chế, nhằm nâng cao nhận thức về đồ nhựa dùng một lần và ô nhiễm đại dương tới cộng đồng. Khi tôi còn sống tại Los Angeles, tôi nhận thấy vấn đề ô nhiễm môi trường thật trầm trọng và tôi bắt đầu hành trình thu gom rác thải. Và tôi đã mất khoảng 9 năm để có thể tạo ra một tác phẩm nghệ thuật từ những vật liệu tái chế đó. Theo các chuyên gia, ước tính khoảng 84% rác thải được tìm thấy trên khắp các bãi biển tại Australia là nhựa và 40% trong số đó là do xả rác bừa bãi. Theo bà Debris, thông thường mọi người sẽ không cảm nhận được tầm quan trọng trong hành vi cá nhân của họ để giúp bảo vệ môi trường. Nhưng nếu mỗi người trên thế giới cố gắng thu lượm một mảnh rác, đó sẽ là 7,8 tỷ mảnh rác, tạo ra một con số ấn tượng để dọn sạch biển.